các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái nhẫn hình trái tim này nha các bạn. Đầu tiên mình cần một tờ giấy hình vuông, mình gấp đôi nó lại thành hình chữ nhật. Rồi mình gấp lên trên đây. Rồi mình lật lại như thế này, mình gấp nữa. Mình gấp vào phía giữa nha các bạn. Mình lật ngược lại có một cái giống hệt cái bút chì nha các bạn. Rồi mình lắp gấp nó lên trên. Rồi lật qua mình có đường hình này nha các bạn. Rồi sau đó mình gấp cái phần này lên. Cái bước này hơi khó nha các bạn. Mình gấp một đầu lên trên đó nha các bạn. Rồi mình gấp góc trên hai bên lại giống như cái tay con mèo. Rồi mình gấp lên trên để tạo thành cái vòng đeo tay. Rồi mình lật qua và mình có thể xong vòng đeo tay rồi nha các bạn. Các bạn nhớ bình luận bên dưới để mình biết cảm nghĩ của các bạn làm hai chiếc nhẫn vòng đeo tay của mình. Nếu mà các bạn rảnh á thì các bạn có thể làm thêm nhiều vòng đeo tay như thế đó nữa nha các bạn. Và tạm biệt các bạn nha.